Kính chào quý khán thính giả của Phố Bonsai TV. Hôm nay trong một cái chương trình phỏng vấn về giới thiệu doanh nghiệp một cách đặc biệt, Andrew rất là vui được giới thiệu đến quý khán thính giả của Phố Bonsai TV một doanh nghiệp mới và giám đốc của một công ty. Công ty này là Nationwide Security Mortgage Corporation, tập đoàn Nationwide Security Mortgage do anh Lâm Thành Trí là giám đốc. Xin chào anh Trí và xin anh gửi lời chào đến với quý khán thính giả của Phố Bonsai TV ạ. Cảm ơn anh Andrew. Tôi là Trí Lâm, rất hân hạnh được tiếp chuyện với Andrew và một số khách của Andrew. Dạ vâng, và đây là không phải là khách của Andrew mà là khách của Phố Bonsai TV. Và trong cái chương trình hội thoại hôm nay với những doanh gia gọi là thành công tại đất Hoa Kỳ, trước khi chúng ta đi vào công việc và tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của anh, xin anh vui lòng cho quý khán giả được biết về bản thân anh cũng như là anh qua Mỹ năm nào, và đó là một chút xíu về gọi là để khán giả biết được khuôn mặt thân quen của anh. Rồi chúng ta sẽ nói về phần 2 về những cái kinh nghiệm của anh trong các vấn đề làm việc, và cái thứ ba là cái khuyến mãi hoặc là cái thương vụ đặc biệt nào mà quý khán thính giả xem qua đài Phố Bonsai TV được biết về anh, và nếu họ cần một cái công việc nào đó của anh và có những cái khuyến mãi đặc biệt nào thì anh cũng cho biết luôn nha. Bây giờ đi vào phần thứ nhất, xin mời anh giới thiệu về anh một chút xíu ạ. Cảm ơn anh Triều. Tôi đã qua Mỹ trước năm 75 và tôi đã có cái bằng Master Degree về Computer Engineering. Tôi là Software Engineer. Có nghĩa là kỹ sư về phần mềm vi tính. Đúng, bây giờ phần mềm vi tính. Và học tại trường Tulane University in New Orleans. Có nghĩa là tiểu bang Louisiana. Louisiana, New Orleans. Thì sau khi học xong rồi đó là làm cho NASA. Dạ. Làm cho một NASA một thời gian ngắn. NASA là công ty phát triển và khám nghiệm vũ trụ của Hoa Kỳ. Đúng. Anh làm trong cái mảng nào? Làm về software engineer, làm có nghĩa là software, phần mềm đúng rồi, anh biết phần mềm. Thì làm cho NASA đâu khoảng chừng một năm. Dạ. Thì sau đó mới có cơ hội mới nhảy vào đại học. Mà trong khi đi làm, từ khi mà còn đi học đại học, lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình phải làm một cái gì riêng cho mình phải cấu tạo một cái sở thích gì cho mình. Thì khi mà tôi vừa ra đại học thì có cái cơ hội thì mình mới nhảy vô ngành đại học, thì làm từ ngành đại học cho tới bây giờ luôn. Wow, khá là thú vị. Ngoài cái vấn đề mà anh làm cho NASA về cái phần mềm đó, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán thính giả biết thêm là cái kinh nghiệm trong cái phần mềm đó nó đã giúp gì anh trong vấn đề đi học? Từ cái học về phần mềm đó ra cho tới ngày hôm nay, tôi đã tạo dựng ra 2-3 cái công ty. Thì cái công ty này đó là một trong những cái công ty rất là high tech, là chúng tôi làm việc công ty kỹ thuật cao, kỹ thuật rất là cao. Đúng, chúng tôi chỉ làm việc là hầu hết trên online rất nhiều, tại vì bây giờ cái technology, bây giờ mình phải tận dụng cái technology. Yeah. Thì cho nên là nó rất là convenient, nó rất là convenient cho thuận tiện, thuận tiện cho cả người dùng, mà thuận tiện cho công ty của chúng tôi luôn. Vâng. Và như vậy thì từ năm mấy thì anh tốt nghiệp và làm việc cho NASA? Tốt nghiệp cho NASA đâu năm 1986. Là tốt nghiệp trường xong rồi làm NASA năm mấy? Làm NASA có chừng một năm sau đó, xong rồi sau tầm bảy là tầm bảy khoảng cỡ đó, rồi sau đó là mình tự ra một mình một cõi bên người luôn. Là có nghĩa là lúc đó là anh biết phần mềm là NASA bay lên được lên trời rồi, là coi như anh nghỉ đúng không ạ? Đúng rồi. Cảm ơn các bạn, là biết cho NASA lên được vũ trụ xong rồi là NASA bỏ rơi anh Trí luôn. Đúng vậy. Cũng vui vui tớ tớ, nhưng mà thật ra thì cho đến ngày hôm nay á, Andrew cũng được biết rằng NASA họ cũng rất là trân trọng nhiều phần mềm, nhiều chất xám của người Việt Nam của chúng ta. Thậm chí là gần đây thì có một cái cô Việt Nam đã được trao cho một cái trọng trách là tổng thủ quỹ của NASA, anh có biết không? Và cái đó cũng là một trong cái niềm tự hào mà người Việt Nam của chúng ta thành công ở nước ngoài. Andrew cũng muốn hỏi thêm phần thứ nhì
về kinh nghiệm của anh trong vấn đề mảng địa ốc cũng như là cái công việc chính của anh hiện nay, là xin anh nói cho quý đồng hương biết là công việc chính của anh là gì và tại sao tin tức này và cái cuộc hội thoại của chúng ta ngày hôm nay là nó giúp cho đồng hương Việt Nam của chúng ta ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Trước khi tôi mới vào ngành địa ốc thì chúng tôi làm tại California. Thì bước đầu tiên tôi vào địa ốc là tôi làm cho một cái công ty chuyên về land developer, có nghĩa là một cái công ty họ mua đất trống xong rồi họ phát triển và xây dựng nhà trên đó các bạn. Đúng, họ chia ra từng cái đất trống là chia lô đó. Chia lô ra. Ừ. Đó. Thì tôi làm cho công ty đó đâu khoảng chừng một năm. Thì sau khi mình làm với họ rồi mình mới học được những cái cách thức làm việc. Thì sau một năm đó chúng tôi ra, tôi mở công ty riêng của chúng tôi cho tới bây giờ. Thì trong vòng 5-7 năm khi mà mở công ty đó, thì tôi làm công ty làm tại California, mình mua đất mình tại California xong mình chia, mình cắt đôi đó, xong rồi sau 1-2 năm sau đó chúng tôi có mở một văn phòng bên Taiwan rồi có một văn phòng bên Calgary Canada, rồi một văn phòng tại New Orleans. Cái headquarters vẫn tại California. Đó thì làm về phát triển nhà đất thì nào đó đâu khoảng chừng 50 năm. Thì sau đó chúng tôi mới chuyển về cái nghề địa ốc, cái nghề financing, cái tái tài trợ địa ốc và cho vay tiền để mua nhà, kính thưa quý vị. Thì từ đó tới giờ tôi đã build ba cái công ty. Chúng tôi đã bán lại một cái công ty. Cái công ty đó vẫn còn trong hiện tại và hiện tại vẫn còn hoạt động. Vẫn còn hoạt động, đúng. Rồi còn một cái công ty kia thì tại vì nó nhỏ quá cho nên là chúng tôi đổi công ty đó qua thành một cái công ty hiện tại bây giờ. Như vậy là một trong những kinh nghiệm của anh đó là thiết lập ra một cái công ty, và cái công ty đó vì cái sự thành công của nó cho nên là một cái người partner, có nghĩa là một trong những cái thành viên thành lập công ty với anh Trí đã muốn buy out anh Trí, mua lại cái công ty đó phải không ạ? Đúng. Công ty nó tên gì thưa anh? Công ty nó tên là Discount Funding. Thì công ty nó hiện tên nghe hấp dẫn quá. Funding còn discount luôn quý vị, có nghĩa là được tài trợ cho quý vị mà còn được giảm giá nữa. Tài trợ một cách rất là giá rất là phải chăng? Vậy hả? Ok. Như vậy thì nói như thế thì quý khán thính giả chắc chắn là đã hiểu được cái mục đích của anh Trí cũng như là công ty của anh Trí. Anh Trí là một người có tài năng. Andrew mới vừa được biết anh Trí trong khoảng thời gian cũng khoảng 5 năm đổ lại. Qua cái đội mô tô mà mình lái xe chung, đúng không ạ? Đúng. Và anh Trí này cũng có nhiều tài lẻ lắm các bạn. Anh Trí nói xin lỗi, nói nhỏ cho các bạn nghe nha, là anh Trí ảnh biết bắt tôm hùm biển nè. Đó. Rồi ảnh còn biết lặn nữa các bạn, lặn độ sâu á mà bắn bằng bắn súng bằng spear đó, có nghĩa là bắn bằng mũi tên á. Đó, bắn cá, lặn bắn cá ở ngoài đảo Catalina. Rồi anh Trí còn có cái tài lẻ nữa là nấu ăn rất là ngon. Đó. Và biết nhiều thứ, và hiện bây giờ là Andrew đang năn nỉ anh Trí để theo anh Trí để học cái ngành, cái môn chơi thể thao gọi là kitesurfing, có nghĩa là lướt sóng mà bằng dù đó các bạn. Môn này mà các bạn, và anh Trí nói là các bạn mà bước vô là ghiền tới tận răng luôn, có nghĩa là bỏ làm mà đi chơi. Đó. Và anh Trí là một người khá tài năng. Andrew mới vừa biết anh Trí gần đây thôi, và các bạn thấy anh Trí qua Mỹ rất là trẻ, người rất là có tài, nhưng mà nói tiếng Anh tiếng Việt cũng mờ lắp bắp, sometimes là nói là nửa này nửa kia đó, nửa nạc nửa mở là ba chỉ đó, tiếng Việt tiếng Anh coi như là trộn lẫn hết trơn á, nhưng mà chúng ta thông cảm điều đó phải không ạ? Bây giờ nói về cái vấn đề kinh nghiệm trong địa ốc, xin anh cho quý khán giả biết là anh đã có những cái bằng cấp như thế nào về vấn đề địa ốc của anh. Thì trước tiên tôi có cái bằng broker license, có nghĩa là cái bằng tổng với quản trị về các cái hạng mục và mua bán địa ốc, đúng không? Đúng. Thường thì trong cái địa ốc á, thì nó có hai loại bằng ha. Một loại là một cái người là agent. Có nghĩa là cho một cái người đó đi bán đại diện người mua và người bán, đại diện mua thôi. Nhưng anh cái bằng broker của anh là cao hơn, có nghĩa là anh giám sát tất cả những cái thương vụ đó. Được. Và coi thử là nó có cái gì đó đúng hay là sai để anh xét duyệt trước khi anh gửi qua ngân hàng cho nó funding, đúng không? Đúng, đúng vậy. Ngoài ra cái bằng broker license, tôi có cái bằng
Series 7 về Insurance. Có nghĩa là cái bằng cho phép anh được cố vấn bảo hiểm cho những khách hàng của anh theo cái thương vụ là anh là cố vấn đầu tư đó các bạn. Ngoài cái ra tôi có thêm một cái bằng về bảo hiểm của State of California. Và bằng bảo hiểm nữa là anh đụng với Andrew rồi đó. Nhưng mà không dám. Anh nói anh không dám nhưng thật ra là tại vì bảo hiểm này nó ăn nhỏ giọt lắm các bạn, nó giống như cà phê đắng vậy đó. Còn mà thương vụ mà tài yểm trợ tài chính cho các thương vụ nhà cửa đó lên tới hàng triệu đô la đó, thì ảnh dành hết rồi nên Andrew phải chịu thôi. Nhưng mà nói về gì chứ nói về bảo hiểm thì Andrew không có ai ở đây mà không nghe tới Andrew hết rồi. Nghe về gì anh ha? Nghe tới Andrew là một trong những người làm việc rất có là gọi là giao tiếp với khách hàng rất là thật sự. Ngoài vậy ra không thôi mà còn giá cả. Mà mới sáng đây tôi mới ngồi đang làm việc ở đây thì nghe Andrew nói chuyện với một người khách đó, Andrew cho biết người khách này hôm nay đó là cái hãng bảo hiểm này nó lên so với cái hãng kia, thì có nghĩa là Andrew đã lúc nào Andrew cũng nghĩ tới cái nào là tốt nhất cho khách, cái nào tốt nhất cho khách. Cảm ơn anh. Và ngoài ra thì văn phòng của Andrew chuyên về bảo hiểm xe, nhà và thương mại, nhất là bảo hiểm của Worker.com cho tất cả các doanh nghiệp. Các bạn không cần phải trả broker fee cho Andrew, văn phòng chúng tôi sẽ miễn phí broker fee cũng như là miễn phí hồ sơ. Chúng tôi chỉ làm hồ sơ cho các bạn và hãng bảo hiểm đưa ra giá bao nhiêu thì các bạn trả bấy nhiêu. Chúng tôi thỏa lòng với cái commission của hãng trả cho chúng tôi rồi, chúng tôi không có trả thêm bất cứ cái phụ phí nào cả. Đó là về phần bảo hiểm của văn phòng của Andrew. Quay trở lại với anh Trí đi. Quý khán thính giả đang rất là nôn nóng biết thêm là ngoài cái bằng broker series 7 bảo hiểm rồi về đầu tư mạo hiểm và bằng bảo hiểm nhà cửa chứng tỏ rằng anh là quả là người đã có uy tín đối với tiểu bang California trong vấn đề làm ăn, và anh không hề có bất cứ vấn đề gì cả đối với vấn đề bằng cấp của mình, đúng không? Trong suốt bao nhiêu năm thưa anh? Tôi có cái bằng broker license của tôi từ năm 1900, không nhớ rõ lắm, nhưng 1900 mà hồi đó. Nhưng 1900 hồi đó cho tới bây giờ. Có nghĩa là quá lâu luôn. Đó. Thì từ khi ra đại học làm cho NASA một năm, từ đó tới giờ là tôi lúc nào cũng là trong một cái nghề đại học, mình chỉ một con đường mà mình nhắm mình đi thôi. Có nghĩa là good standing á, cái bằng của anh tiếng Anh nó gọi là good standing, có nghĩa là có cái vị thế rất là tốt so với tiểu bang. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về một cái nhân viên địa ốc nào hoặc là một cái broker địa ốc nào, các bạn có thể vào cái website là sos.ca.gov hoặc là Department of Real Estate, có nghĩa là một cái sở địa ốc hay là bộ quản lý về địa ốc, thì trong đó họ có cái tương tác trên trực tuyến. Các bạn có thể bỏ tên của nhân viên hoặc broker đó vào và kiểm tra thử người đó là bằng cấp của họ có bị treo hay là vẫn còn hiệu lực, hay là đang có một cái good standing, là đang có cái uy tín tốt đối với tiểu bang hay không. Đó là cách mà chúng ta xác minh được cái người mà chúng ta làm việc và đại diện và chọn một cái kết quả cho thật là đúng, mà chúng ta tránh những trường hợp bị lừa gạt, đúng không anh? Đúng. Vâng, như vậy thì nói tóm lại là anh đã có một cái quá trình làm việc rất là tốt nè ha. Thứ hai là anh có uy tín với tiểu bang nè ha. Bây giờ nói đến thứ ba đi. Anh hãy cho quý khán giả biết là từ cái ngày đầu tiên anh có bằng cho đến bây giờ thì tổng cộng cái thương vụ mà anh làm, cái giá trị của nó khoảng bao nhiêu tiền tổng cộng hết? Nếu mà nói tổng cộng hết thì nhiều quá khó mà nói, nhưng mà cứ nói đại đi, không sao đâu. Mời anh uống nước trước đi rồi anh nói không sao, bây giờ anh nghẹn đúng không ạ, tại nhiều tiền quá. Thật sự mà nói với anh được, cái con số đó rất là lớn, nhưng mà những cái con số đó lớn là lớn bao nhiêu anh nói cho em nghe thử đi. Anh cứ mạnh dạn lên không sao đâu, quý khán thính giả hiểu mà. Có nghĩa là để lý do mà Andrew muốn cho các bạn biết đó là tại vì nếu mà các bạn là một người thành công trong vấn đề đó, một cái thương vụ giao dịch tại California, một cái nhà ngày xưa thì có thể một vài trăm ngàn, nhưng cho đến ngày hôm nay thì nó phải là vài triệu hoặc tức là nó vài chục triệu, đúng không anh? Thì anh có thể phỏng định thử coi là trong cái thời gian suốt ba mươi mấy năm đó thì cái thương vụ của anh là mỗi năm là bao nhiêu triệu? Bây giờ như vậy, cứ mỗi ba tháng chúng tôi phải làm một cái report, thì
trung bình trong một cái report gì đó là cứ 3 tháng cho tới ngày hôm nay đó, last quarter là tụi này phân đâu đó khoảng chừng đâu gần 23 triệu cho cái quý vừa qua. Là quý 2 của năm 2021 đúng không? Đúng như vậy. Như vậy thì một quý là 23 triệu thì một năm coi như 4 quý thì có thể hoàn sắp xỉ 100 triệu. Khoảng cỡ đúng không? 100 triệu mà nhân cho 10 năm thì là 1 tỷ. Mà nhân cho 30 năm có nghĩa là anh Trí đã làm sắp xỉ khoảng cỡ tầm 3 tỷ đó quý vị. Nhưng mà trừ hao ra là cái giá trị thời mấy chục năm trước á thì nó không có nhiều như ngày hôm nay. Đúng. Thì Andrew trừ hao lấy nữa thôi. Có nghĩa là anh đã cái tổng giao dịch của anh khoảng sắp xỉ 1 tỷ rưỡi. Có nghĩa là give and take, chúng ta có thể đoán định như vậy. Như vậy các bạn là những người khách hàng tương lai của anh Lâm Trí, Trí Lâm thì cũng hoàn toàn tin tưởng và yên tâm rằng anh đã có một cái uy tín và cái giao dịch kinh nghiệm trên 1 tỷ đô la cho thị trường địa ốc tại Nam Cali. Đó là cái phần rất là thú vị nói về kinh nghiệm của anh ha. Bây giờ mình bước qua cái phần phân tích về thị trường chút xíu cho bà con hiểu. Thường thì Andrew nói chuyện với một số người đó, Andrew hay hỏi thăm họ và áp dụng cái phương pháp của Mỹ trong cái vấn đề phân tích thị trường. Phương pháp của Hoa Kỳ trong tất cả cái vấn đề nào họ đều có một cái phương pháp là 4 chữ, nó gọi là SWOT analysis. SWOT đó thì nó bắt đầu bằng chữ S, chữ W, chữ O và chữ T. Chữ S có nghĩa là strength, nói về cái sức mạnh của cái thị trường. Thứ hai là cái weaknesses, nói về cái điểm yếu ha. Cái thứ ba là cái opportunity, là cái cơ hội. Và cái thứ tư là cái T, là cái threat, tức là những cái sự đe dọa, cái mối đe dọa nào. Thì đây là cái phương pháp mà Andrew đã học qua nhiều cái vấn đề tư vấn cũng như là cố vấn cho nhiều trường hợp. Bất cứ cái phương pháp nào các bạn áp dụng cái tiêu chí 4 cái điểm mà Andrew vừa nói đó, thì các bạn sẽ ngồi xuống và viết ra và phân tích thì các bạn sẽ thấy. Bây giờ Andrew xin phép hỏi anh Trí về cái vấn đề phân tích này cho cái thị trường địa ốc tại Nam Cali hoặc là nói chung là Hoa Kỳ nói chung ha. Thứ nhất thì theo anh đó thì trong cái vấn đề strength về sức mạnh đó, thì cái thị trường địa ốc ngày hôm nay nó như thế nào và nó có những cái sức mạnh nào? Bây giờ mình nói về thị trường địa ốc tại California. Tại vì chúng tôi license của chúng tôi là làm tại thành phố California. Mấy năm về trước chúng tôi có tiểu bang California. Tại tiểu bang California đúng. Yeah. Những năm mấy năm về trước chúng tôi là license cả the state of US, 50 tiểu bang luôn. Yeah. Nhưng mà tại vì cái volume nó lớn quá cho nên chúng tôi chỉ bây giờ cái số lượng lớn, nhưng bây giờ chỉ làm tại thành phố California. Thì theo tôi thấy đó, theo tôi nhận thấy đó, thì trong thời gian mà tôi làm, bắt đầu làm cho tới bây giờ đó, là California là một trong những cái nơi mà về đó lúc nào cũng là cái đòi hỏi rất là cao. Là tại vì hầu hết dân chúng ở đâu khi mà họ đổ xô là về Mỹ là tôi thấy họ đều nhắm vào California. Là tại sao? Là tại vì cái khí hậu. Yeah. Chứ là cái cấu trường ở đây. Anh có nhớ là có cái California có cái bài hát là Hotel California. Cái bài hát đó rất là nổi tiếng các bạn. Hotel California. Và nếu các bạn không biết bài hát đó là bài hát gì, các bạn lên Google các bạn đánh vô là Hotel California. Và đó là một cái bài hát chữ ký của tiểu bang California. Có thời gian hồi xưa Andrew còn ở tiểu bang lạnh đó. Mỗi lần mà theo gia đình hoặc là có dịp mà về dự hội đồng hoặc là đi những cái hội nghị ấy, thì thích lắm. Về Cali là thứ nhất là có thức ăn như Trí nói nè, rồi có biển nè, rồi có những cái khung cảnh phải nói là thoải mái ha, rồi những quán cà phê rất là đẹp. Mà đặc biệt cái điều mà Andrew để ý là Andrew thấy ở đây ít có mưa lắm. Đúng ha. Như Andrew biết đó, là ở đây cho dầu mùa đông á, trong lúc mùa đông đó là có nhiều lúc á là mình cùng trong một ngày mình có thể đi lên núi mà trời tuyết, mà cùng trong một ngày đó mình trở xuống lại đồng bằng mình vẫn đi được đi biển như thường. Có một cái tiểu bang nào mà mình có thể đi làm hai cái vấn đề khác nhau vậy cùng trong một ngày hay không? Chính xác. Là tại vì cái khí hậu này nó quá tốt đi. Có nghĩa là nó người ta gọi là mưa thuận gió hòa. Và cái đặc điểm cái vị trí địa lý của tiểu bang California, nhất là vùng Nam ha, vùng Nam California, bắt đầu từ hướng phía bắc là Los Angeles, trải dài cho đến vùng Nam, tận Nam, cực Nam, qua biên giới của Mỹ là San Diego, thì nó trải dài một cái khu vực rất là khá rộng lớn. Và như các bạn biết là cái cơ hội để đầu tư
hoặc là mua nhà để ở, để định cư lâu dài ở Nam Cali là một cái nhu cầu và nó là rất là cao. Và như anh đã nói là cái sức hút của cái thị trường địa ốc cũng như là sức mạnh của nó, có nghĩa là các bạn đầu tư mua nhà ở đây sẽ không bao giờ lỗ, đúng không? Đúng như vậy. Thì từ khi mà chúng tôi làm việc cho tới bây giờ, cho Andrew một cái ví dụ, cách đây chừng 10 năm về trước, tụi này mua một cái nhà của tụi này ở đằng Aliso Viejo. Đó. Thì khi mà mua ra cái nhà đó đâu có chừng 370 mấy ngàn, mà cho tới hôm nay bây giờ cái value của nó đó là nó lên tới gần 1.3 triệu rồi. Nhưng mà đó cũng là một cái điều thú vị là có sự tăng trưởng về tài chính. Tuy nhiên anh có nhớ là năm 2008-2009 lúc mà thị trường nó lục đục và nó đổ đó, thì cái bong bóng của địa ốc nó lên quá cao và nó vỡ ra. Có rất là nhiều người cũng vì địa ốc kiếm được nhiều tiền, cũng vì địa ốc mà họ mất hết tất cả. Thì xin anh nói thêm chút xíu về vấn đề đó. À, thì tôi nhận thấy đúng, cái thị trường địa ốc thì lúc nào nó cũng có cái lên và cái xuống, cái lên và cái xuống. Nhưng mà nếu mà mình vẽ một cái đường thẳng ra đó, thì mình thấy là nó có một cái đường lúc nào nó cũng đi lên vậy trời thôi. Trung bình nó đi lên, cái đường trung bình, đúng rồi, nó lên cái baseline, nó lên trung bình vậy. Đó. Thì nhận xét của tôi thấy đó là nhất là miền Nam California, mình đầu tư vào địa ốc, mình giữ một thời gian, mình giữ 5-7 năm gì nào đó, thì cái vấn đề mà trở lại cho cái trở lại cho mình đó không có thể nào mà mình bắt được rồi. Có nghĩa là cái thời gian mà 2008-2009 nó mặc dầu là nó vỡ và rất là không may cho những ai ở trong cái thời gian đó, họ mua quá cao và nó vỡ trận. Tuy nhiên cái giá trị của lúc đó cho đến bây giờ thì nó vẫn cao hơn nhiều, đúng không? Đúng như vậy. Anh luôn nhớ là thời gian đó thì có một số người họ mua nhà đó, họ mua đến 400-500 ngàn và nó vỡ nợ ra, thì cái nhà nó short sale hay là thị trường địa ốc nó còn tuột xuống còn có nửa giá, là có 200 ngàn. Nhưng mà ngày hôm nay cũng căn nhà đó là nó lên tới cả triệu. Thì nếu lúc đó mà cái người mua nhà đó họ toan tính cho đúng và không có đi quá bước hoặc là quá tham thì có lẽ là họ cũng sẽ không bị gì, đúng không anh? Đúng như vậy, rất đúng. Như vậy thì qua cái lời giải thích đó cho các bạn biết rằng không phải là cái bong bóng địa ốc nó vỡ ra rồi làm chúng ta hoảng sợ. Nhưng mà theo Andrew thấy rằng cái lý do nữa mà Andrew muốn hỏi anh Trí là các bạn có thể mua nhà bởi vì bây giờ cái giá nhà ở Nam Cali mướn nó quá cao so với cái thực tế, đúng không? Một căn nhà hơn vừa rồi Andrew thấy một người bạn mới vừa ký hợp đồng mướn ở Westminster đó, 3.500 một tháng. $3,500 một tháng. Với cái số tiền $3,500 một tháng, anh có thể tư vấn cho khách hàng đó họ mua một căn nhà được không? À, bây giờ nếu quý vị mua một căn nhà khoảng độ chừng 700-800 ngàn, có thể là một triệu cũng được. Thì cái payment của mình đó, nếu mà 20% tiền trả góp của mình hàng tháng vẫn có thể lên tới khoảng chừng 3,000-3,500, cũng tương tự như là cái số tiền mà mình mướn ra. Nhưng mà tại sao có một số người thay vì họ mướn mà họ mua là tại vì không có đủ cái tiền down payment, cái chứng minh income, chứng minh thu nhập, chứng minh, đúng rồi. Bây giờ mình dừng cái đó cho đó nha. Bây giờ mình dừng cái chứng minh thu nhập đó tại chỗ đó, và tí xíu nữa anh Trí sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giải pháp mà anh Trí nghĩ rằng là một cái giải pháp tối ưu để giúp cho các bạn trong vấn đề đó. Bây giờ phân tích về cái điểm yếu của thị trường đi. Tại sao là thị trường ở đây nó có những cái điểm yếu nào? Nếu mà nói điểm yếu thì chắc không khó là bao nhiêu so với cái điểm mà điểm mạnh của nó. Thì cái điểm yếu ở đây đó là tại vì rất nhiều người họ muốn đổ xô vào đây. Họ mua, thì cái điểm yếu ở đây đó là cái tại vì có quá nhiều người họ thích, cho nên là cạnh tranh quá đó, cho nên là có một số người họ không có đủ khả năng, họ không có qualify được, tự nhiên mình yếu, tự nhiên mình yếu vậy thôi. Chứ còn ngoài ra cái thị trường đây nó không có gì gọi là thị trường quá mạnh mà sự cạnh tranh nó làm cho mình trở nên yếu. Còn một cái điểm yếu nữa có thể là nhiều người không thấy nhưng mà Andrew có thể suy diễn ra được, đó là cái giá thị trường nó quá cao, đúng không anh? Đúng, cái giá thị trường, ví dụ như một căn nhà ở Arizona hoặc là Las Vegas hoặc là những tiểu bang lạnh Arkansas, Missouri, Illinois hoặc là tiểu bang Iowa ngày xưa khi Andrew còn sống, thì một căn nhà Andrew thấy là trung bình 3-4 phòng ngủ là chỉ có khoảng 80 ngàn đến 150 ngàn.
là thấy có căn nhà ở được rồi. Đúng. Trong khi đó ở tiểu bang California mà căn nhà mà bây giờ mà ở được nha các bạn, ở khu vực gần Phú Lộc Thọ, Westminster hay là Garden Grove hay Anaheim là bây giờ phải trung bình là khoảng cỡ tầm 700,000. Có thể 700,000 mình cũng tìm không ra nghe. Ủa vậy luôn. Trời ơi, tụi này có rất nhiều khách mà đến nỗi ngay bây giờ thời lúc này ngay dùng khu mình đây, khu Osa của mình đây có cả 1 triệu mà cũng không có nhà tìm để mà đáp ứng vô cái giá này nữa. Wow. Nhưng nói như vậy có nghĩa là cái thị trường ở đây cái giá cả rất là cao nhưng mà cái sức hút cũng rất đồng thời rất là mạnh, kính thưa các bạn. Bởi vì hiện giờ ở vùng Nam Cali này là một cái nơi phải nói là rất là thu hút khách du lịch, và khách sạn ở đây thì cũng vắng ha. Có nghĩa là ít khách sạn đó. Ý là nói là khách sạn ở đây thì không có nhiều giống như những thành phố khác như ở bên East Coast là vùng bờ Tây, hoặc là West Coast này thì khu vực ở đây gần nhà của Andrew thì thấy có được đâu có 2 khách sạn. Và ngoài biển thì nó cũng có nhiều khách sạn mới xây, khách sạn Marriott cũng mới vừa xây ngoài biển ha. Đúng. Nhưng mà cái số lượng phòng nó cũng rất là ít. Do đó nhiều người Việt Nam của chúng ta phát hiện ra được cái cơ hội của thị trường, họ mua nhà và họ cho Airbnb mướn, và họ cho một số các cơ hội giống như những cái website mà cho mướn nhà cá nhân á, tính giá theo phòng, có cả giường ngủ, tivi, tủ lạnh đầy đủ hết, đầy đủ tiện nghi, thì họ cho mướn trung bình là khoảng 120-150 đồng một đêm, và họ cũng kiếm được thêm tiền rất là nhiều. Do đó nó đẩy cái nhu cầu nhà cửa lên, căn nào mà vừa ra thị trường một cái là có người chợt mua liền. Mà em không biết phải không, phải là ngoài vừa ra rồi có người chợt mua, nhưng mà là cái số người mà họ tranh giành họ mua một cái nhà vừa list lên thị trường là có đâu 10-15 cái offer nhảy vô. Oh wow. Cho nên là rồi cái tiền nhà tự động nó tăng lên. Đúng, cái tiền, bởi như vậy tại vì cái số lượng mà người ta đòi hỏi nhà bây giờ nó quá cao đi, mà ngược lại cái số nhà bán nó không có là bao nhiêu. Yeah. Bây giờ nếu mà nhà tăng quá thì mình về mình trẻ nửa nhà ra bán được. Đáng bớt các bạn ơi, bây giờ tôi không có tiền xài à. Việt Nam mình nói là hết tiền tiêu người yêu tôi cũng bán. Nhưng mà anh biết Việt Nam mình có cái hay là gì này, họ mua một cái nhà xong rồi họ mới sửa cái gara, thêm một cái này, thêm một cái nọ, thêm một cái kia, rồi cho mướn. Họ làm rất hay, thì họ làm như vậy đó. Nhưng mà hợp pháp không anh? Thì tùy. Thí dụ cái nhà đó là cái nhà mình phải có cái gara. Thì đúng ra cái nhà đó là cái gara là phải có. Rồi cái phần bên trong đó, nếu mà mình xây bên trong thì nếu mà mình xây mình convert nhiều quá đó thì mình phải xin permit. Xin phép. Nhưng mà họ làm cái kiểu vậy rất là hay. Là tại vì ở một cái phòng nào trong đó, một cái khu nào trong đó, còn số còn lại họ cho mướn. Thì những cái người cho mướn đó đều là cái số tiền mình cho mướn là đủ để trả cái tiền nhà cho họ. Cũng hay quá ha. Như vậy thì thành ra là tương kế tự kế, có nghĩa là nếu mà mình có những cái cơ hội mình làm chủ một căn nhà thì các bạn cũng nên theo sự hướng dẫn của anh Trí. Hôm vừa rồi Andrew cũng thắc mắc một cái anh bạn làm bên xây dựng, Andrew hỏi là xây nhà California bây giờ họ có cho một cái kế hoạch gọi là ADU, có nghĩa là Additional Dwelling Unit, và họ cho mình sử dụng cái phần đất còn lại trên cái nhà của mình. Đúng, để xây thêm và cho mướn. Đúng, đúng. Rồi Andrew hỏi vậy ADU vậy còn cái gì chương trình nào khác ngoài cái đó nữa không? Thì anh ta nói sao mà ông hỏi nhiều quá vậy? Thì em mới nói là thì phải hỏi cho hết. Thì em nói có, bây giờ nó có ra một cái luật nữa là nó gọi là Junior Dwelling Unit. Hồi xưa thì Grandma có nghĩa là dành cho ông bà ngoại bà nội gì đó. Bây giờ thì dành coi là Junior, có nghĩa là phòng ốc dành cho con. Và diễn giải như vậy thì họ được phép là biến đổi cái gara thành cái phòng, rồi được làm toilet ở trong đó luôn. Rồi nếu mà xây nhà tách rời á, thì gọi là ADU. Mà nếu mà nhà là sát với cái nhà cũ á, thì nó gọi là Junior. Rồi cái thí dụ như các bạn thêm phòng á, mà nó phải đụng vô cái cấu trúc nhà cũ á, thì gọi là Room Addition. Nói chung là nó rất là nhiều thứ ở trong đó mà California hiện bây giờ họ cho phép, đúng không anh? Đúng, đúng. Rồi đúng. Ok. Bây giờ mình đi tiếp theo cái phần thứ ba là
cái opportunity. Nãy giờ mình đang nói opportunity là cơ hội phải không? Cơ hội. Cái thứ tư là bây giờ chúng ta nói về cái mối đe dọa. Có cái mối đe dọa nào không? Có cái gì đó mà bà con cần phải coi chừng không? Theo tôi thấy, theo dưới cái kinh nghiệm của chúng của tôi thì tôi thấy đầu tư về đề ốc tại California không có cái một cái gì gọi là đe dọa trời đó. Thấy không? Thì ta nói California động đất rồi cháy rừng rồi. Cái đó tự nhiên rồi. Cái đó tự nhiên rồi. Bây giờ thí dụ Andrew dọn qua Florida, mình dọn qua Florida, đúng, Florida không có động đất, nhưng mà ngược lại có bão tố. Thì mỗi một cái nơi anh này nên đi làm luật sư các bạn. Anh lý luận hay quá. Mỗi một nơi nó có một cái tai thiên nhiên vậy. Yeah. Nhưng mà nói về đề ốc tại California thì khách của chúng tôi, yeah, nếu mà mua nhà mà 5-7 năm cho tới bây giờ là không có một cái gì gọi là đe dọa trên cái vấn đề gọi là cái value, cái appreciation đó. Yeah. Nhưng mà có một cái Andrew nghĩ rằng quý khán thính giả có thể là đưa ra mà cũng đồng ý với Andrew, đó là cái mối đe dọa, cái hiểm họa tiềm tàng, đó là khi mà các bạn mua nhà mà trả góp á, thì nó vẫn có cái hiểm họa tiềm tàng là các bạn phải dấn thân tới 30 năm hoặc 15 năm. Đó là một thời gian rất là dài, đúng không? Thì anh nghĩ rằng cái hiểm họa đó, nếu mà mình nói chung là trên cái phương diện mà mình nói cho hết ý đó, thì cái hiểm họa đó là có, đúng không? Nhưng mà nó có cách nào để mà mình có thể giảm thiểu được cái mối đe dọa đó không? Một trong những cách mà giảm thiểu đó là thí dụ như là mình có một căn nhà đó, mình ở trong căn nhà đó 5-7 năm, thì khi mình có thể mình refinance lại, mình tái vay thì không, khi mình tái vay như lại vậy đó, thay vì mình lấy 30 năm mình lấy thấp xuống nữa, thí dụ như là 25 năm hoặc là 20 năm, tùy theo cái khả năng của mình. Nhưng mà tái vay lúc nào mà tiền lời mà nó thấp thì nó có lợi, đúng không? Thì tiền lời lắp cái lợi. Nhưng mà bây giờ là như Andrew biết, quý vị cũng biết, tiền lời bây giờ là một trong những cái đang trong cái level thấp nhất trên history của nước Mỹ bây giờ. Dạ. Cho nên bây giờ là một cái cơ hội để mình nhảy vô. Có nghĩa là ý anh Trí nói là về các bạn, có nghĩa là giàu kinh tế thấp, giàu kinh tế cao, giàu tiền lời cao, giàu tiền lời thấp, anh Trí đều là người thắng cuộc. Anh Trí thắng hết luôn. Trong mọi cuộc chơi anh Trí là người luôn luôn chiến thắng. Đúng rồi, mình phải có cái hiểu biết để mà mình biết cái thị trường như thế nào. Thì khi mà khách mình có hỏi mình đó, mình consult người ta một cách rất là đúng. Dạ. Đúng đi. Và Andrew cũng không muốn dừng ở chỗ đó, tại vì chơi mà anh thắng hoài đâu có vui. Đúng không ạ? Phải không quý vị? Quý vị cho em số 1 đi quý vị. Chơi làm ăn kinh doanh mà mấy ông địa ốc, mấy ông poker này lúc nào cũng thắng hết, đâu có vui phải không ạ? Như vậy thì bây giờ hôm nay là ngày đặc biệt, Andrew lên talk show với anh Trí Long và cái công ty địa ốc của anh là Nationwide Security Mortgage Corporation. Anh là người luôn luôn là người chiến thắng. Vậy hôm nay anh cho các quý khán giả của Andrew được thắng đi. Anh có một cái khuyến mãi nào, một cái chương trình gì đó đặc biệt để giúp cho chúng tôi cảm thấy chúng tôi là người thắng cuộc đi. Anh thắng ngoài, anh quá giàu rồi các bạn, anh Trí này anh giàu lắm. Không bây giờ đâu, kêu anh Trí này giúp đỡ mình không làm dám. Sao để những người dân lao động chân lắm tay bùn như Andrew nè, đúng không? Làm sao đã có cơ hội để mua nhà được nè. Thí dụ như bây giờ, hồi nãy quay trở lại câu mà Andrew nói với anh Trí là các bạn hãy chờ nó quay trở lại đó. Thì thí dụ như mình trả tiền mướn nhà, một nhà mình có thể khoa 6-7 anh chị em và mỗi người đều đi làm thì góp vô đứa 500, mướn căn nhà 3.500 để ở. Thì 3.500 đó bây giờ làm sao để tôi có thể mua một căn nhà, thay vì tôi mướn thì tôi mất luôn, tháng nào qua tháng nào ta tới là coi như mỗi tháng là mất 3.500. Thì bây giờ anh Trí có cách nào chỉ chiêu đi để lấy 3.500 đó trả góp và mua cái nhà và mình đứng tên sở hữu luôn thay vì mình phải đi mướn. Ảnh bị đứng hình được các bạn. Không phải như thế, nhưng mà như vậy bây giờ thí dụ trong một gia đình mà mình có thể mình tụ tập anh chị em lại, mình có thể dùng cái số tiền tổng cộng đó mình qualify cho một thí dụ trong một mình qualify mình, có nghĩa là sao mình có thể tiếng Việt này cái chữ qualify đó quý vị, Andrew sẽ dịch ra cho anh Trí. Anh Trí bây giờ bối rối quá rồi, có nghĩa là các bạn
chứng minh được thu nhập của các bạn thì các bạn sẽ được ngân hàng chuẩn thuận, qualify là chuẩn thuận cho các bạn để các bạn có thể vay nợ được của ngân hàng để mua căn nhà. Đó là ý của anh Trí nói như vậy phải không ạ? Đúng đúng như vậy. Thay vì một người đứng ra mà mình không có thể đứng, không có khả năng tài chính đủ, không có tài chính khả năng đủ thì lúc đó mình mới gom góp anh chị em trong gia đình lại đó. Thì đó là một những cái cách mà để cho mình có thể là mình mua được, chấp thuận được mua một cái nhà lên tới cái mức độ mà mình muốn được. Đúng rồi. Nhưng mà lỡ trong nhà Việt Nam anh nay thích mai ghét rồi đó, hả, lột lột rồi lúc đó anh cứ giải quyết làm sao? Thôi cái đó là xin phép. Ok, nói cái đó nó hơi rối ren quá đúng không anh Trí? Thôi bây giờ mình nói cái khác đi. Có nghĩa là đó là do các bạn tùy theo gia đình, mỗi gia đình tự dàn xếp. Nhưng mà anh Trí có một cách hay hơn các bạn. Có nghĩa là bây giờ anh Trí giải thích về cái vấn đề hot money. Anh Trí cho quý khán giả của anh Andrew biết được là hot money bên anh áp dụng như thế nào. Hot money có nghĩa là cho vay tiền để mua nhà, hot loan đúng không? Đúng. Cho vay tiền trực tiếp, vay tiền nóng, tiền mặt. Bên anh cho vay đúng không ạ? Đúng đúng. Thì thưa quý vị và Andrew, thì có hai loại loan. Một loại loan đó người ta gọi là conventional loan, rồi một loại loan người ta gọi là hot money loan. Loan tiếng Việt gọi là hình thức cho vay. Cái hình thức cho vay, một loại hình thức là conventional. Conventional là một cái loại loan mà được chính phủ hỗ trợ cấp. Đó thì tiền hầu hết là khi mà cái loan xong rồi đó là lender họ bán cái loan này cho chính phủ. Bởi vì có chính phủ họ trợ cấp cho nên là những cái người mà được không phải là trợ cấp mà là chính phủ đứng ra cho vay. Đúng, chính phủ đứng ra cho vay. Thì bởi vì chính phủ đứng ra cho vay cho nên những cái người mà làm chủ căn nhà đó mà họ muốn được có cái loại loan đó, conventional đó, họ phải có good credit. Dạ, phải có cái tín dụng cao. Dụng cao và cái công ăn việc làm của họ tính điểm, dạ. Tính điểm phải đúng với cái số điểm của chính phủ, đòi của chính phủ đưa ra đó. Cho nên ngược lại có những cái người mà họ không được có những cái điều may mắn như vậy đó. Cho nên đó là thí dụ họ không có đầy đủ công ăn việc làm, họ không có cái income không đầy đủ, hoặc là lúc được lúc mất, hay là coi như là không có ổn định á, kinh doanh cá nhân, hoặc là một số người làm nail, hoặc là các bạn làm thợ cắt tóc, hay các bạn làm thợ sửa xe, hay là tất cả các ngành nghề tại Hoa Kỳ, tiệm bán hoa, tiệm bán nước, rồi tiệm bán thực phẩm, chợ, trái cây, vân 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 vân. Thì các bạn có sau một thời gian làm ăn, các bạn có một số vốn, nhưng mà không thể chứng minh được cái thu nhập, đúng không? Đúng rồi, không đúng thể rồi. Chứng minh được cái nguồn thu nhập một cách cố định. Thì cái hình thức cho vay thứ hai là gì? Hình thức cho vay thứ hai đó là chúng tôi dùng cái loại loan nó gọi là hot money, hoặc là private money lending, là có nghĩa là công ty cho vay tư nhân các bạn. Đúng, chúng tôi cho vay tư nhân. Thì khi mà chúng tôi cho vay tư nhân vậy đó, chúng tôi không cần thiết là đòi hỏi không cần thiết biết cái người này có công ăn việc làm bao lâu. Chúng tôi chỉ cần biết là anh đang đi làm như vậy thôi, chứ chúng tôi cũng không có liên lạc với cái công ty của anh, chúng tôi cũng không verify cái số lương của anh làm là bao nhiêu cả. Hay quá vậy. Thì tại vì chúng tôi là dùng tiền riêng để mà cho vay nhiều. Tiền riêng của anh luôn. Tiền riêng của công ty chúng tôi luôn. Đó. Thì sao anh nhiều tiền quá vậy? Không có đâu. Thì ngược lại, những chúng tôi đó là có những cái nhóm đầu tư, cái nhóm investor. Mà họ đứng ra, họ sẵn sàng họ bỏ vô một cái số lượng, cái pool như vậy, một cái quỹ như vậy. Yeah. Thì khi mà chúng tôi cho mượn như vậy đó, thì đương nhiên chúng tôi cũng phải là siết lại căn nhà của họ để làm chưng. Không phải là siết, nhưng mà là anh dùng cái căn nhà đó dưới dạng thế chấp, phải không ạ? Bây giờ anh nói rõ thêm một chút xíu nữa đi. Ví dụ như bây giờ Andrew muốn mua một căn nhà 800.000 ở thành phố Anaheim, thì cái nhu cầu tiền mặt mà Andrew cần phải góp vô để có thể được anh có đủ niềm tin cho anh, cho Andrew vay, coi là bao nhiêu phần trăm, và cái cách thức như thế nào, và thủ tục được chấp thuận trong thời gian bao lâu? Thì nói về mà
bây giờ trước tiên nói về conventional thì thí dụ thôi bây giờ đừng nói về conventional nữa, tại vì cái đó quý khán thính giả Andrew chắc cũng ai cũng biết rồi, tại vì cái conventional nói tiếng Anh là tiếng Việt có nghĩa là cái hình thức cho vay chính thức hoặc là hình thức cho vay được chấp thuận bởi chính phủ Hoa Kỳ. Thì cái hình thức đó nói chung là nó rất là rắc rối, mà làm được cái giấy đó mà ra được cái giấy chấp thuận của ngân hàng á, thì nó tốn ít nhất cũng cả tháng trời. Đúng. Để xác minh được cái tiền vay rồi tiền thu nhập rồi ai là người đứng tên rồi tính điểm như thế nào, nó phiền phức lắm. Thôi bây giờ anh nói cái nhanh nhất đi, người Việt Nam mình là rốt rẻ. Ok, bây giờ nói về vấn đề private money lending à, thì cho vay cá nhân, cho vay cá nhân thì chúng tôi có thể cho vay cá nhân cả nhà commercial, có nghĩa là cơ sở thương mại, cơ sở thương mại luôn, thì cái được số tên lên tổng giá trị là tối đa là bao nhiêu tiền à, chúng tôi có thể vay cho quý vị vay cái về commercial lên tới 10 triệu đô la, 10 triệu đô la à, thì 10 triệu đô la, 10 triệu đô la nhiều lắm đó. Đúng. Công nhận anh này có tiền cười khác đúng không quý vị, anh cười rất là lần nữa tại vì chúng tôi có một cái nhóm investor, mà những cái nhóm investor này là anh họ... cho em tên của mấy ông đó được không? Không được. thì cái thể thức mà chúng tôi làm đó là chúng tôi thường thường là chúng tôi cho người ta mượn vay lên 70%, 60% trên cái số lượng của cái nhà căn nhà đó. Yeah. Đó thì chúng tôi không có đòi hỏi cái job, chúng tôi chỉ biết là miễn sao mà cái người đó có đi làm vậy thôi. Vâng. Chứ cũng không có liên lạc với cái cơ sở của người ta nữa. Yeah. Đó. Thì chúng tôi có thể là vay tiền cho người ta trong vòng một tuần, trong một tuần là có kết quả ngay, có kết quả ngay. Như vậy thì tóm lại đó các bạn, nếu các bạn muốn mua căn nhà ở thành phố Anaheim 800.000 đô, thì cái số tiền mà các bạn cần phải chuẩn bị để mà anh Trí có thể chấp thuận cho các bạn trong vòng một tuần đó là bao nhiêu phần trăm? Từ 30-40%. 30%. Thôi bây giờ tôi nghèo quá, anh cho tôi 20% được không? À, 20% thì tùy. À, nếu mà 20% được với điều kiện là Andrew phải có cái điểm cao hơn nữa. Cái tính điểm cao hơn là mấy trăm? Cái tính điểm tụi này muốn coi cái chuyện là 680. À, trên 680. Trên 680. Như vậy thì Andrew đã thương lượng cho các bạn được đó là xuống 20% với cái điều kiện là tín điểm của các bạn là trong 680, thì anh Trí sẽ cho các bạn vay là 80% của giá trị căn nhà. Như vậy thì quay trở lại là với căn nhà 800.000 ở Anaheim, hy vọng là có nha. Thôi bây giờ nếu mà lấy 800 thấy lẫn lộn, thôi lấy 1 triệu đi nha. Bây giờ nếu các bạn muốn mua một căn nhà 1 triệu ở thành phố Westminster đi, hoặc là Fountain Valley cũng có nữa, ở những học khu tốt ha, hoặc là ở ngoài biển, khí hậu mát mẻ, thì các bạn cần có tối thiểu là 200.000 đô. Đúng. Và cái tính điểm là phải trên 680 điểm. Đúng. Còn nếu không á, các bạn điểm các bạn hơi bị bankruptcy hay là ly dị hoặc là có những cái vấn đề nào đó ảnh hưởng, thì các bạn cần phải có là 30%, đúng không? Đúng. 30-40%, thôi lấy 30% để cho nó dễ đi, là các bạn có 300.000. Thì trong vòng một tuần các bạn liên lạc với số điện thoại của anh Trí, tí xíu nữa trong màn hình bên dưới các bạn sẽ thấy, thì các bạn sẽ liên lạc với anh Trí và anh Trí sẽ cho các bạn biết kết quả trong vòng một tuần lễ là các bạn có một cái căn nhà mới để mình dọn vào hay là không. Chà, vui quá. Rồi tiếp đi anh nói nữa đi. Cái cơ hội để mà được bên anh cho vay tiền như vậy thì làm sao để quý khán thính giả biết chắc rằng đó là một cái sự chấp thuận chính xác và không phải là một cái trò chơi, và đồng thời là cái số tiền mà khi đưa vào thì đưa vào công ty escrow hay là đưa qua công ty của anh hay như thế nào? À, chúng tôi tất cả những cái transaction mà có nghĩa là giao dịch, tất cả những cái giao dịch chúng tôi đều qua một cái escrow company hết rồi, thì tiền chứ không phải là đưa hết cho anh xong rồi 3721 alo anh Tiến bắt máy không. Chúng tôi qua một cái escrow company. À, thì những cái escrow company này đều được là có chứng chỉ, được đều là bonded escrow company. Hoặc là nếu như các bạn chọn được căn nhà rồi á, quý khán giả của Andrew có thể chọn escrow công ty của họ được không? Đúng. À, khách có quyền chọn được escrow company. À trên những cái vấn đề đó là chúng tôi không tôi bắt đầu thích anh rồi đó.
Anh là chứng tỏ là anh là đàng hoàng đó, anh không muốn lấy tiền của tôi đúng không? Đúng. Thì quý vị có thể chọn riêng escrow của mình cũng được. Vâng. Nếu mà như vậy thì thật sự là đây là một cơ hội hoàn toàn tốt đẹp cho rất là nhiều bạn, và Andrew tin chắc rằng là Phúc Bình TV sẽ đưa cái thông tin này ra toàn bộ 50 tiểu bang để cho các bạn ở những nơi xa. Nếu các bạn đã có nhà cửa rồi thì càng tốt, còn nếu các bạn muốn mua thêm một căn nữa đầu tư ở Nam Cali để sau này về hưu á, có dịp cũng về đây, hoặc là mua nhà để sẵn đó, khi nào về để chơi thì có chỗ ở, là căn nhà đầu tư thứ hai đó, thì cái dạng là không phải mua để ở nhưng mua nhà để đầu tư có được hay không? Cái chương trình này chúng tôi có cho cả đầu tư và cho ở luôn. Cũng có một cái này muốn make a correction là như vậy, muốn sửa chữa lại chỉnh sửa cho đúng, chỉnh sửa lại chút. Thì công ty của chúng tôi bây giờ đó là license tại California, nhưng mà chúng tôi có contract, có hợp tác với những nhà bang khác, mà tụi này mình có thể cho vay mượn cả tiểu bang California luôn, cả nước Mỹ luôn. À đó, thì tuy rằng công ty chúng tôi không có license những cái nơi khác, nhưng mà chúng tôi có contract, có cái quen biết của những cái nhà bang khác, mình đi ra những cái nơi khác cũng được. Như vậy hay quá. Andrew thấy rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt. Có rất là nhiều công ty địa ốc ở hiện giờ, không những chỉ California mà thôi, nhưng mà cả toàn nước Mỹ. Thì tại sao mà quý khán giả của Andrew phải chọn làm việc với anh Trí? Tại vì công ty chúng tôi đã làm việc trên hơn 30 năm nay rồi. Mà không phải vậy cũng thôi, mà chúng tôi có những cái nhóm investor mà nó đứng phía sau lưng giúp cho chúng tôi, để mà chúng tôi có được một cái số tiền nó gọi là private money. Và cái số tiền đó là coi như là không đáy đúng không ạ? Số tiền đó, số lượng coi như là không giới hạn, cái thưa các bạn. Nhưng mà lần nữa là chúng tôi có thể cho mướn lên, cho vay commercial residential lên tới 10 triệu trong cái hot money. Như vậy thì cái lợi thế nữa mà quý khán thính giả phải làm với anh đó là như thế nào? Cái hot money loan đó, các bạn làm việc với những công ty nước ngoài thì các bạn phải nói tiếng Anh. Trong khi đó là công ty của Trí là luôn luôn nói được cả tiếng Anh, tiếng Việt và luôn luôn cả tiếng động từ tour luôn. Đúng không? Nó chơi cho nó hóm hỉnh chương trình chút xíu. Nhưng mà bên công ty của anh Trí thì bây giờ mình nói thêm chút xíu nữa đi. Nếu các bạn có những câu hỏi nào, xin các bạn inbox ở bên dưới, và chương trình của chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp cho các bạn, câu hỏi của các bạn được chuyển tải đến anh Trí để anh Trí có thể trả lời cho các bạn một cách cụ thể. Tuy nhiên Andrew nghĩ rằng câu hỏi tiếp theo mà Andrew muốn hỏi đó là cái tiền lời đó, nếu như anh cho các bạn khán thính giả của Andrew biết là cái tiền lời đó là bao nhiêu phần trăm và trong thời gian là bao lâu? Cái chương trình Hot Money của chúng tôi tiền lời khoảng độ từ 7 cho tới 8 chấm. Tùy theo mình phải coi cái giấy tờ người ta, lúc đó mình sẽ quyết định được cái phần lời như thế nào. Thì cái chúng tôi có chương trình trả 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm. Lần nữa khách sau 3 năm, hoặc là thí dụ họ lấy ra cái loan đầu tiên là 1 năm, nhưng mà xong cuối năm họ muốn cho cái loan của họ nó tăng thêm một thời gian nữa, thì lúc đó tụi này có thể extend ra thêm 1 năm nữa, hoặc 2 năm nữa. Nghĩa là gia hạn đó các bạn. Đúng, chúng tôi có thể gia hạn cái thời gian nó lâu ra hơn một chút nữa. Nhưng mà thường thường những cái hot money loan là người ta lấy ra trong một thời gian ngắn. Tại vì số lượng cho vay nó rất là lớn. Cho nên thí dụ 1 triệu mà các bạn mượn, mà các bạn đưa vào 300 ngàn, các bạn vay 700 ngàn, mà trong 1 năm 7 lần 7 là 49, là các bạn phải trả tới 49 ngàn tiền lời đúng không? Đúng. 49 ngàn tiền lời. Như vậy thì nó cũng là một cái sự làm cho quý khán giả của Andrew có thể là chừng lại để suy nghĩ rằng trong 1 năm mà phải trả tới 49.000 tiền lời. Nhưng mà ngược lại đó là các bạn sẽ có một căn nhà để ở, thay vì là các bạn đi mướn nhà là 3.500 mà nhân cho 12 thì các bạn cũng đã mất 40.000 mà không có, hoàn toàn không có sở hữu được cái gì cả. Trong khi đó các bạn vay qua cái chương trình này thì các bạn phải trả là 49.000, nhưng mà đổi lại là các bạn có một căn nhà của chính mình, có thể trồng cây ăn trái, có thể trang vườn, trang trí và vườn hoa, có quyền của mình đi sớm về trễ, không ai làm phiền gì mình cả, và có một cái gọi là một cái status, social status, có nghĩa là có một cái
vị trí, một cái chỗ đứng trong xã hội là tôi là một người làm chủ một cả nhà. Đó cũng là một cái điều rất là đáng suy nghĩ. Nhưng mà thí dụ như bây giờ trong vòng 1 năm hoặc là 2 năm thì như thế nào nữa? Lần nữa chương trình này là hầu hết cái hot money loan đó là giúp cho những cái người mà họ cần một cái số tiền gấp trong một thời gian ngắn. Thì thí dụ sau 1-2 năm mà nếu họ không có cái khả năng mà họ trả hết những cái số tiền còn lại, lần nữa chúng tôi vẫn có thể cho họ thêm một cái thời gian, thêm một vài năm nữa để mà nhưng mà sau đó nữa thì sao? Sau đó nữa thì tại vì cái hot money loan này là nó chỉ là trong nó khoảng cách trong một cái thời gian ngắn. Vâng. Đó thì chúng tôi khuyên là mình nên biết là cái khả năng của mình đi tới 3 năm hoặc là 6 năm. Ngược lại cho cái conventional loan. Sau đó là phải kiếm một anh có thể giúp cho họ tìm một cái ngân hàng khác hoặc là qua cái chương trình chính thức của chính phủ để rồi lấy cái tiền lời của chính phủ thấp lại được không? Đúng, đúng. Thì sau một thời gian đó, bây giờ mới hiểu câu hỏi của Andrew hỏi là như thế nào. Thì sau một thời gian, thí dụ 3 năm hoặc là 4 năm hoặc là 6 năm đó. Hoặc là 2 năm. Hoặc là 2 năm hoặc đi nữa. Hoặc là 1 năm. Cũng có thể. Thì họ đã build up cái credit của họ rồi. Có nghĩa là đã có một cái cơ hội để mà xây dựng cái tín điểm mình cao. Đó, đúng. Thì lúc đó thì chúng tôi, nếu mà lần nữa nếu mà họ đầy đủ cái khả năng đó thì chúng tôi có thể là mình làm tái tài trợ, mình lấy họ từ cái chương trình hot money, private money, mình làm tái tài trợ qua thành một cái conventional loan, công chương trình chính thức của chính phủ. Làm như vậy đó thì cái tiền lời họ thấp hơn. Vâng. Thì khi mà làm gì họ thấy có thể giữ cái loan họ tới 20 hay hoặc là 30 năm. Thì lần nữa cái hot money loan đó là để giúp cho họ có một số tiền để mua cái nhà đó trong một thời gian 2 hoặc 3 năm. Đó. Tại vì cái hot money loan này là lần nữa là cái tiền mà mình cần gấp rút. Vâng. Và cái tiền gấp rút để cần mua một cái căn nhà ổn định gia đình, hoặc là nhiều khi các bạn trong một thời gian đã mướn nhà cũng quá mệt mỏi với vấn đề dọn nhà, hoặc là bây giờ cái cuộc sống của các bạn nó thay đổi, các bạn ngày càng lớn lên rồi, bây giờ các bạn muốn lập gia đình phải không, rồi đâu phải cứ single hoặc là cứ độc thân mãi, đến lúc cũng phải tạo lập một cái cơ ngơi cho gia đình của mình. Về phụ nữ, về nam giới cũng vậy, các bạn cũng lớn lên và bắt đầu có một cái căn nhà để mà nuôi dưỡng cha mẹ, hoặc là nuôi dưỡng con cái, hoặc là có một cái cơ sở giàu sao đi nữa, sống một thời gian ở nước ngoài, các bạn cũng cần có một cái sự khẳng định của sự thành công của cuộc đời của mình. Phương tiện thì luôn luôn là có, nhưng mà Andrew muốn làm chương trình này sẽ đặc biệt với anh Trí là để cho các bạn có một cái cơ hội nữa để có thể khẳng định được cái chỗ đứng của mình trong xã hội và đem đến sự ổn định cho gia đình mình. Việt Nam mình có nhiều câu của nó cũng hay ha, có nghĩa là đất lành chim đậu. Mà đồng thời đó là khi anh ổn định cái nhà rồi, nó người ta gọi là cái gì hả, ổn định cái cơ sở đó, cái chỗ ở của mình đó, thì lúc đó mình mới an cư lạc nghiệp. Cái câu đó nó là như vậy, như là an cư thì mới lạc nghiệp được và giúp cho các bạn. Mặc dù là có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là nhà cửa là vật phù du, cuộc đời này là tạm bợ chóng qua, nhưng mà chúng ta tạm bợ, nhưng mà chúng ta tạm bợ trong sự khôn ngoan và tạm bợ trong cái sự tính toán. Nếu mà chúng ta tạm bợ mà chúng ta biết tính toán và khôn ngoan thì có rất là nhiều người cũng đã đưa gia đình họ với một sự ổn định và con cái học hành rất là thăng tiến. Cho nên để tóm lại chương trình hôm nay mà chúng ta đã nói rất là nhiều cái thông tin. Bên dưới màn hình các bạn sẽ thấy được thông tin của công ty của anh là Nationwide Security Mortgage Corporation. Anh cũng có những cái website của công ty anh đúng không? Đúng. Có số điện thoại liên lạc, số điện thoại miễn phí và cũng như điện thoại của California. Và đồng thời là anh cũng có cái website điện tử, cái mạng internet. Các bạn vào trong đó thì cũng sẽ có cái phần điền thông tin của bạn vào, và anh Trí sẽ giúp cho các bạn với thông tin của bạn, anh Trí sẽ trả lời cho các bạn biết gấp là cái địa chỉ căn nhà nào các bạn muốn để có thể thích thú mua, liên lạc với anh Trí ngay.
để các bạn tranh thủ cơ hội anh Trí lúc anh Trí còn tiền các bạn ơi. Nói gì cho tiền anh Trí đâu bằng tiền chính phủ. Nếu các bạn không liên lạc gấp là anh Trí cho người khác vay là đến khi các bạn là các bạn trễ đó nha. Andrew nói trước rồi đó, Andrew không có bảo đảm đâu đó. Đừng có gọi chứ. Andrew đổ thừa rồi bắt đền, Andrew không có đền, Andrew không có tiền. Anh Trí có tiền nhiều lắm. Andrew nói trước rồi đó. Lúc đó là chắc phải là nhờ Andrew giúp rồi, phải nhờ tới nhà băng Andrew rồi ha. Không có. Andrew là chỉ là một người truyền thông thôi. Và Andrew giúp cho anh Trí lên để truyền tải cái thông tin, thông điệp rất là tích cực này lan tỏa ra cho các bạn. Nhiều khi Andrew nói thật với anh Trí nha, cái này là nói chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi. Nhiều khi Andrew làm việc rất là mệt ở văn phòng, làm mệt lắm. Đối diện với nhiều khách hàng, nhiều vấn đề giải quyết rồi phải học hành luật. Nhiều khi tối Andrew có khi 1-2 giờ sáng Andrew mới về nhà. Nhưng mà trên đường về thì mình nói là chắc không còn bao lâu đâu, mình về là cái giường êm nệm ấm của mình nè, rồi trong cái mát lạnh của cái máy điều hòa nè, rồi ra nhà bếp nè, mở tủ ra là có sữa nấu, sữa lạnh uống nè, có cơm nóng ăn nè, mình thấy rất là thoải mái, nói thật đó. Cho nên là làm gì thì làm, Andrew khuyên là các bạn hãy đặt ra mục tiêu, nếu trong năm nay các bạn không có mua được nhà thì hãy đặt ra mục tiêu năm sau, đúng không? Hoặc là ít nhất á, là đặt ra mục tiêu cho mình là trong 5 năm. Ví dụ như các bạn nói với anh Trí, gọi điện thoại cho anh Trí bây giờ được, trong tay trong túi cũng không có tiền cũng không sao. Các bạn gọi anh Trí nói anh Trí ơi, em thấy anh người đáng tin tưởng, anh người đàng hoàng. Bây giờ em có thể để dành qua cái chương trình của em là em làm mỗi tháng em gần dụm để dành được 1-2 ngàn, thì em có thể trả góp cho anh Trí trước được không? Để rồi anh Trí giữ tiền đó cho em cho đến khi một vài năm nữa em có tiền đầy đủ, rồi lúc đó anh Trí thấy rằng em có một cái số tiền trong cái tài khoản công ty của anh đó, rồi anh giúp cho em mua được không? Anh Trí dám làm vậy không? Thay vì bỏ vô tài khoản của chúng tôi khuyên quý vị nên bỏ vô tài khoản nhà băng của quý vị đi. Em bỏ vô tài khoản nhà băng của em, nhưng mà nhiều khi em thấy em bỏ trong đó xong rồi cái tự nhiên cái thèm thấy xe đẹp, thấy quần áo đẹp, cái tự nhiên em cám dỗ chịu không nổi em lấy em xả trường. Không, nhưng mà Andrew nói rất đúng. Nếu mà quý vị chưa có khả năng, quý vị nên gọi chúng tôi sẽ là cho quý vị biết là mình phải nên làm gì. Yeah. Rồi thí dụ như là tiền dành dụm hoặc là mình kéo những cái người cô sai vô thì trong một thời gian 2-3 năm là chúng quý vị sẽ có đủ một cái số tiền để cho nạp về mình. Bên cái license địa ốc của anh cũng như là cái anh là Andrew biết ít được có nhiều người mà có bằng broker địa ốc mà có luôn cả cái bằng về tư vấn đầu tư nữa. Thì Andrew nghĩ rằng với công ty có uy tín như anh, good standing với tiểu bang California này, thì Andrew nghĩ anh nên mạnh dạn mở ra một cái tài khoản gọi là trust account để cho khách hàng cùng đầu tư với anh, thay vì họ để những cái số tiền đó coi như là nằm không ở nhà hoặc trong tài khoản nó không có sinh ra lời. Như vậy thì tụi em đầu tư qua bên anh, ví dụ như em đầu tư cho anh thì anh cho người ta vay 7 chấm thì anh trả tiền lời cho em 4 chấm được không? 4 chấm được không? Em đừng nói một cách rất là thôi cho anh chỉ cho mượn không muốn đi. Nhưng mà quý vị, chúng tôi lần nữa cái private money lending của chúng tôi có investor. Em biết anh có investor, em biết mà. Cái đó luôn. Anh nói rồi, em nghe em thông minh lắm. Anh nói ít em hiểu nhiều. Cái vấn đề ở chỗ là khách hàng của em bây giờ không có tiền làm nail, ví dụ như một năm để dành được 5.000, 10.000. Bây giờ em đầu tư vô cho anh Trí, em nói với anh Trí mở cho em cái trust account, trong đó cái giấy chứng nhận là em phải đưa cho anh Trí 10.000. Giờ năm sau anh Trí đưa cho em là 10.400 hay là 10.500, ví dụ như vậy là tiền lời các bạn sẽ sinh ra được vài trăm nữa. Thì biết đâu ra nếu mỗi năm các bạn cứ nhồi vào cái tài khoản cá nhân của các bạn, là saving account đi, investor account đối với anh Trí đi, thì anh Trí sau 5 năm ít ra em có được 50-60 ngàn, 60 ngàn, thì anh Trí dùng cái tiền đó anh Trí tiếp tục đầu tư, hoặc là anh Trí cho em down xuống em mua cái nhà khoảng 300 ngàn. Andrew nghĩ rằng cái đó cũng là một cái khả năng, đúng không? Đúng, cái điều đó rất là hay. Nhưng mà cho tới bây giờ anh là người đầu tiên, nếu anh làm được á, anh quyết định làm cái đó để giúp cho cộng đồng. Mà Andrew nghĩ anh là người đầu tiên ở Hoa Kỳ này làm cái đó đó. Tụi này cũng cứ nghĩ ra cái project đó, nhưng mà cho tới bây giờ thì cũng chưa gọi là chưa thành hình.
Tại vì em đầu tư vô Bitcoin á, thì nó lên nó xuống thất thường, cũng có tiền cũng có mất. Đầu tiên chứng khoán thì nó khá là lung tung mà đóng thuế thì cao quá. Đúng. Anh thắng được chứng khoán rất là nhiều nhưng mà đổi lại là đóng thuế tới 40-50% lận. Thôi thì giờ em đầu tư qua bên anh Trí đi, để em bắt đầu có được cái mớ tiền mỗi năm. Anh Trí gửi cho em statement, thấy em có bao nhiêu tiền, em thấy em vui rồi. Qua đó em cũng nhiều khi á, em làm vậy á, lòng tin của em đối với anh Trí càng ngày càng tăng sao? Thì nếu mà vậy thì tất cả những tài sản của em đưa đầu tư vào hết cho công ty từ này đi. Ok. Nếu mà anh Trí nói vậy thì em sẽ đầu tư nhím từ từ. Tại vì cái làm cái gì cũng phải, quý vị, cái gì cũng phải làm phải practice, có nghĩa là thực tập từ xíu. Mình muốn muốn bò thì trước hết mình phải trường được rồi, mình có sức đủ mạnh rồi mình bò được rồi, mình bắt đầu mình mới đứng dậy, mình đi từng bước một, rồi mình đi được rồi mình mới chạy. Cho nên qua đó Andrew nghĩ rằng đây là một cái chương trình hội thoại rất là thú vị với một doanh nhân Trí Long của công ty đầu tư và tư vấn địa ốc. Andrew mong rằng các bạn cũng đã thấm thía ra hoặc là ngậm nghiệm ra được một vài điều qua những gì anh Trí đã chia sẻ, và ước mong rằng là đây là cái cơ hội thật là quý cho các bạn để các bạn có thể mua được căn nhà mơ ước mà các bạn không phải bị những cái rào cản hoặc là những cái mốc tiêu chí mà những cái ngân hàng khác họ đưa ra mà các bạn không vượt qua được. Trong khi anh Trí thì anh sẵn sàng tạo điều kiện cho các bạn, anh đưa cho các bạn một cái nấc thang nữa để các bạn leo lên. Và Andrew mong rằng qua cái nấc thang đó các bạn sẽ một bước nữa gần hơn với sự thành công của mình, nhất là ở Hoa Kỳ. Một lần nữa Andrew cảm ơn anh Trí và cảm ơn công ty Nationwide Security Mortgage Corporation. Các anh đã có cái nhiệt huyết để giúp đỡ cho quý đồng hương của chúng ta khắp nơi 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Có một số người hỏi là đầu tư ở chỗ khác nước ngoài được không, thì chắc chắn không được đúng không ạ? Cho tới bây giờ thì tụi này chỉ làm trong nước Mỹ không thôi. Ok. Hoặc là một số người họ ở nước ngoài muốn đầu tư qua Mỹ qua cái chương trình đầu tư của anh thì chắc cũng được chứ hả? Đương nhiên chúng tôi có cái dự án là sẽ đem một số người investor những nước ngoài vào Mỹ để đầu tư vào Mỹ. Hoặc là ở Đức, hoặc là ở Ý, hoặc là Tây Ban Nha, hoặc Anh Quốc, các bạn nào có những số tiền sạch, các bạn chứng minh được nguồn income và số tiền đó là những số tiền sạch, thì các bạn có thể liên lạc được với anh Trí để mở một cái tài khoản đầu tư với công ty của anh Trí. Một lần nữa, công ty của anh Trí có thông tin trên màn hình, các bạn cứ liên lạc với anh và mong ước rằng qua Andrew và cái show này, Andrew sẽ thấy được những thương vụ thành công hơn nữa, và chắc chắn chúng ta sẽ có rất là nhiều triệu phú Việt Nam nữa góp phần vào cái sự phát triển và phồn vinh của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Một lần nữa mời anh Trí có một vài lời tâm tình và chia tay với quý khán thính giả. Cảm ơn Andrew nhiều lắm và cảm ơn quý khán giả đã coi qua chương trình này. Thì quý vị có câu hỏi gì đừng ngần ngại mà gọi cho chúng tôi sẽ tìm mọi cách để giúp quý vị. Dạ vâng. Một lần nữa Andrew cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Phú Bà Sa TV, chương trình phỏng vấn đặc biệt với các nhà kinh doanh thành công. Ngày hôm nay mở màn cho chương trình của Andrew và show Góc nhìn Andrew Lê, đó là anh Trí Long qua công ty Nationwide Security Mortgage Corporation. Mong ước rằng anh Trí sẽ đem lại đến sự thành công cho các bạn, và Andrew đang trông chờ các bạn gọi cho Andrew và chia sẻ những câu chuyện thành công của các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc đầy năng lượng và một gia đình hạnh phúc yêu thương. Tất cả xin chào các bạn và mong gặp lại cái show lần sau. Cảm ơn Andrew. Vâng, chào anh Trí.